Xin chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay tôi sẽ nghe bài của chị Hà nha. Trước khi nghe bài chị Hà thể hiện thì mình sẽ tìm hiểu cái bài gốc một chút xíu. Mình nghe cái audio chuẩn của chị Hà gửi cho ha, xong rồi mình sẽ nhận xét bài cho chị Hà. Sẵn mọi người học theo cho vui, thấy bài này cũng khá là hay, dễ hiểu, chia thì hiện tại đơn hết à, để nó dễ nhìn ra mà, đúng không? Có biết nào học nữa nè. Ôi dễ thương chưa, nay cô chú nhìn thấy mặt người ta chưa, nay người ta lớn rồi. Đây người ta rất là lớn rồi nè. Lớn không? Ôi thương quá. Rồi nghe nha. A kiss. A kiss, bài tên là một cái kiss. Kiss là cái gì ai cũng biết rồi. Carlos buys a new car. Rồi, Carlos buys a new car. Bạn Carlos này mua một chiếc xe mới. Không, nếu bình thường nếu mà kể chuyện thì thường là kể đã mua một chiếc xe mới đó hợp lý. Nhưng tại này là câu chuyện người ta kể theo kiểu văn tường thuật hiện tại đơn, cho nó sống động, tưởng cho nó thiệt. It's a very expensive car. It's a very expensive car. Và cái này là chiếc xe rất là đắt tiền. It's a huge blue fast car. It's a huge blue fast car. Nó là một chiếc xe vừa nhanh, màu xanh, mà bự nữa. While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle. When driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle. Là khi mà đang lái ở dưới đường thì bạn này nhìn thấy một bạn gái trên một chiếc xe đẹp. Xe đẹp của bạn thì sao? She has long blonde hair and is beautiful. Cô này á là has long blonde hair, là tóc làm sao? Tóc dài mà màu blonde, là tóc màu vàng, and is beautiful, và cổ thì đẹp nữa. Hai cái nó ghép vô một câu. He yells to her, "What's up?" Xong ổng la lên, "Ê, what's up?" Là như bạn có khỏe không vậy đó, không? "Hey, what's up?" Rồi, có chuyện gì vậy? Ê em ơi, kiểu gái nè. She ignores him. She ignores him. Ignore là phớt lờ, kệ nó. Kệ đó, ở mà chữ đó kệ à, nhỏ nó kệ đó luôn. He yells, "How's it going?" Đó, hai câu này giống nhau. What's up với how is going, giống how are you. He yells, "How's it going?" Ê em ơi, em gì ơi, chào em ơi. She keeps going and ignores him. She keeps going and ignores him. Rồi bà này vẫn đi và vẫn kệ anh này luôn. He yells, "Hey, why won't you talk to me?" Xong rồi này mới la lên, "Hey, why won't you talk to me?" Sao không nói chuyện với tôi? "I want to go to dinner with you. I'll take you to an expensive restaurant." I want to go to dinner with you. Hey, tôi muốn ăn tối với em. Tôi sẽ dắt em đi vô nhà hàng mắc tiền. Xong cái girl mới trả lời sao? The girl turns, gets off the bike, and looks at him. Some girls ta quay đầu xe lại, gets off the bike, xuống xe, and looks at him, nhìn nhau, hình như là quay đầu lại thôi chứ không quay đầu xe. She says, "I don't want to go to dinner." She say, nó nói là, nhỏ nói là, tôi không muốn đi ăn tối không. "But if you give me your car, I will give you a surprise." Nhưng mà đưa cho tôi chiếc xe đi, tôi sẽ cho bạn một bất ngờ. Tới khúc này thì mình cũng nghĩ cái bất ngờ là gì, là đưa cho chiếc xe, còn gì nữa để bất ngờ. Carlos says, "Okay." He jumps out of the car. Rồi xong Carlos nói, "Ừ được." Xong nó nhảy xuống chiếc xe. He gives her the keys and says, "Here are the keys." Đây chìa khóa đây nè. Nhảy xuống xe xong đưa cho nhỏ chìa khóa luôn. Thông minh chưa? Rồi kéo xuống chút xíu nha. Gần hết luôn rồi. Đó, bài nãy đọc tới đây rồi. The beautiful blonde takes the keys and then kisses Carlos on the cheek. Rồi. Cái bạn tóc vàng xinh đẹp này lấy chìa khóa xong rồi cho hung cho Carol một cái trên má hết nha. Then she jumps into the car and drives away. Xong lên chiếc xe và lái đi luôn. Thấy không, nghe kể chuyện làm bé ngủ liền mọi người. Trời ơi, mình nằm cuộn hết cái ghế luôn luôn kìa. Trời ơi, luôn ngon quá à. Trời ơi, vừa nghe kể chuyện ngủ luôn. Kỳ vậy con, chuyện người ta hay vậy con ngủ. Carlos stands on the sidewalk. Now he has no car and no girl. Rồi ok, nhỏ lên xe lái đi rồi đúng không? Xong rồi Carlos stand on the sidewalk. Xong rồi bạn này đứng trên lề đường. Bây giờ vừa không có xe, vừa không có gái. He says, "That's it? Just a kiss on the cheek?" Vậy thôi hả? He gets on her bike and rides home. Vậy thôi hả? Chỉ hôn trên mặt vậy thôi hả? Xong rồi lên xe đi vậy nha. Trời ơi, trời, chị Hà lựa câu chuyện xuất sắc thiệt chứ. Trời ơi, dạy gái thì thôi nhé luôn á. Rồi giờ tới chị Hà đọc bài nha. Ok, nghe lại bài mà chị Hà đọc nha.
Ô chị Hà làm gì ta? Hình như chị Hà, cái file của chị Hà có I will tell you about the story named The Kiss. Okay, let's get started. Đó rồi, chị Hà là học cơ bản vậy đó, chịu nổi rồi. Rồi hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện là A Kiss đúng không? Đó, let's get started, chữ let viết sai nè. Nhưng mà lỡ rồi thôi không sao hết nha. Không phải vạch vào đó chùm sâu, tại thấy sai nên nó ngứa cái mỏ vậy thôi. Ok, nó sửa đỏ rồi mà chị Hà không sửa rồi luôn, chị Hà để nguyên si gì trời. Carlos buys a new car. Hay không mọi người? Mới vô là thấy có ấn tượng tốt liền. It's a very expensive car. Đó, chậm, chuẩn. It's a huge blue fast car. Cái giọng của chị Hà là chị Hà ở miền Tây, rạch miền Tây, Đồng Tháp luôn, còn Tây hơn mình nữa. Mà vô đọc là nghe có như là không có biết miền Tây nữa luôn. While riding down the street, Carlos... The street là cái à. Check một cái rồi nói chuyện tiếp. Mở miệng nhiều chút xíu nữa thì được hơn. Street đúng không? There's a girl on a bicycle. Được luôn. She has long blonde hair and is beautiful. Chữ long á, cái chữ long này là chị Hà long à, cho thành chữ ngờ chút xíu xíu nữa thì hay hơn. Cho nó thành cái mũi nhiều chút long, nên là nó giống chữ sao? Long blonde hair. He yells to her, "What's up?" What's up? Chữ sup này s là nhẹ thôi. What's up? Sup. Yeah, what's up? She ignores him. Chuẩn. He yells, "How's it going?" Chuẩn luôn, hay quá. She keeps going and ignores him. He yells, "Hey, why won't you talk to me? I want to go to dinner with you. I'll take you to an expensive restaurant." Chữ expensive có lẽ mọi người nghe nó hơi kỳ, nhưng mà thực ra nó không kỳ đâu. Đúng là phải đọc là nó thành ra như vậy đó mọi người. Kiểu như chị Hà cảm thấy cái chữ nào khó mà chị Hà chưa quen, chị Hà cần phải chỉnh, chị Hà tự giác đọc chậm lại để có gì trên coi cái chữ đó. Chữ này là bình thường mà đọc expensive thì còn chị nghĩ nó, chị Hà chuẩn lại. Hình như có lẽ trước đây là chị Hà sẽ không có đọc đúng cái vần này, nhưng mà sau khi học phát âm chị Hà đọc đúng cái này nè. Expensive. Người ta đọc thì cũng nghe nó nhẹ nhàng thế thôi đúng không? Nhưng mà chị Hà biết cái này nó còn khuyết điểm cho nên chị Hà đọc cố tình đọc chậm. Cứ đọc chậm và chuẩn như vậy, nó từ từ mình sẽ quen, mình đọc nhanh lên được ha. Không gì vội vã. Expensive. Expensive. Đó, chị Hà làm cái chữ đó rõ và rất là hay luôn á. The girl turns, gets off the bike and looks at him. She says, "I don't want to go to dinner, but if you give me your car, I will give you a surprise." Chữ give cũng vậy đó. Đó là cái vần y ngắn á mọi người. Cái khi mà mình đọc ghi và không được give, nó là give. Gấp rút lên, chị Hà làm cũng đúng khẩu hình miệng, cái này là đúng chắc. Give. Đó, chị Hà làm cái này chuẩn nè. Rồi xuống đây. Carlos says, "Okay." He jumps. Says. Out of the car, he gives her the keys and says, "Here are." Không, says đó đúng. Cái chữ bên kia hơi nghe bị ép quá, nhưng mà chữ dưới đây thì ok, says, okay. The keys, the beautiful blonde takes the keys, takes one A, and then kisses Carlos on the cheek. Then she jumps into the car and drives away. Drive, chữ này chậm lại. Drives. Mẹ dụ con lên ngồi ghế rồi, rốt cuộc mẹ lên ngồi học luôn rồi, mẹ không có ngồi chơi với con gì hết. Thế nào nó cũng nó biết nói cho nó chửi mình như vậy quá à. Nó đổi tư thế rồi, nhìn nó sợ lắm nè. Tỉnh lên con ơi, tỉnh lên. Nhạy cảm với camera, thấy camera nhìn con. Thương quá. Ok, nghe tiếp mọi người. Mọi người có tỉnh không? Không có ngủ nha, nghe bài hay vậy không ngủ nha.
No, and throws away. Carlos stands on the sidewalk. Stand. Stand hay là stand nghe nó hơi bị dính quá nhỉ. Carlos stands on the stand. Đọc stand trước nhỉ. Stand, xong rồi stands. The sidewalk. No, he has no car and no girl. No girl. He says, that's it. Just a kiss on the cheek. Chick này hơi mạnh nhỉ. Chữ chick này hình như hơi mạnh. Chữ chick này giống chữ gà con quá rồi. Đọc cái này hơi dài ra một tí đi. Cheek. Cheek. Ok, cheek. He gets on her bike and drives her. His bike nha. Phải không? À, her bike đúng rồi, her bike đúng rồi. Tại xe của nhỏ đó chứ không phải xe của người đó mà. Rồi, cái đó là chính sai. Cheek, còn này là cheek thì Hà đọc dài ra chút xíu được. Có mấy cái lỗi rất là nhỏ thôi. Kiểu như là sao tất cả phần còn lại mà Trinh không nhận xét thì đa số là chỉnh chu và kiểu như là thang 9 trên 10 hết luôn. Mọi người biết là chị Hà thì không có phải là cơ bản kiểu không biết gì, nhưng mà khi mà nói chuyện thì thực ra là chị Hà cũng còn suy nghĩ nhiều lắm và dùng từ cơ bản chứ không phải là quá ấy đâu. Thật sự luôn, Trinh gặp chị Hà rồi đó, cho nên là Trinh chỉ ghẹo chỉ là cơ bản mà như vậy. Thực ra là vẫn còn là cơ bản chứ không phải, nhưng mà so với trình độ cơ bản là chị Hà là xuất sắc trong những người cơ bản rồi. Đọc cái này cái giọng rất là hay, kiểu như là đúng nghĩa một người giáo viên mầm non chân chính luôn á. Cái giọng rất là kiểu như cái khả năng truyền cảm nè và chất giọng nè làm rất là tốt. Cái này là chị Hà thường là sáng thức dậy sớm 5 giờ mấy 6 giờ là thấy file của chị Hà ghi âm gửi rồi đó mọi người. Mà mình vỗ tay chị Hà nha, rất là ngưỡng mộ đó. Bài này đọc chơi thôi đó, đọc chơi thôi đó mọi người, thấy chưa, đọc chơi thôi. Trời ơi, bài này không phải là dài đâu nhưng mà nó cũng không phải là dễ để mà đọc như vậy. Bữa nay là nghe bài này lần đầu tiên của chị Hà, vậy bữa nữa chị Hà sẽ gửi mình bài khác. Còn các video học thì vẫn còn đó quá trời bài luôn, chưa nghe chị Hà, nhưng mà mình sẽ làm khi mà mình dạy cái bài phát âm đó, mình sẽ nghe bài đó của chị Hà. Mà chị Hà là tự học hết nên chị Hà không phải là của học của mình nha mọi người, là chỉ lấy động lực để học thôi đó. Rồi, rất là tốt. Dở không biết nè. Rồi ngủ luôn rồi. Thôi vậy hả? Con muốn ngủ hả? Ok. Rồi. Vậy mình sẽ dừng video đây nha mọi người. Bye bye mọi người.